livestream lúc 11 giờ từ thứ hai đến thứ bảy, và mỗi ngày thầy sẽ cùng với chúng ta luyện một kỹ năng trong bài thi IELTS, được chưa? Đó, và hôm nay chúng ta quay lại kỹ năng đó, kỹ năng reading. Đó, và hôm nay thầy tìm một cái bài cũng khá hay, đúng không? Là về wine, đúng không mọi người? Về gọi là rượu vang, đúng không cả nhà? Đó, thì chúng ta sẽ cùng đọc bài này nhá. Và cái dạng bài này cũng khá là khó chịu, đó dạng multiple choice. Không phải multiple choice, sorry mọi người. Dạng true, false và not given, đúng không mọi người? Cũng là một dạng rất rất là khó chịu. Đó, thì chúng ta hôm nay sẽ cùng nghiên cứu với thầy cách làm dạng này nha mọi người nhá. Rượu vang, đúng không? Yeah. You guys like to drink wine? Yeah. You guys love wine? Yes or no? Personally, I'm not a big fan of wine, you know. Well, to be honest, I'm not a big fan of like alcoholic drinks. Yeah. Okay, I prefer soft drink, you know, like Coke, yeah, Coke. Yeah, thầy không phải là một người ham rượu bia hay gì cả. Thầy thích uống Coke, thầy thích uống nước ngọt, đúng không? Yeah. Oh, bạn Hiền, you love wine, yeah, love wine, that's good, that fancy, đúng không? Thế rượu cà vang thì cũng khá là đắt, đúng không mọi người? Yeah, khá là fancy, đúng không mọi người ha? Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nha mọi người. Và cái recap buổi này chúng ta xem lại trên fanpage IELTS Thầy Alex của thầy. Và chúng ta hãy cố gắng lên đó, like fanpage của thầy và subscribe YouTube channel của thầy nữa nha mọi người nha. Chúng ta để ấn vào đường link trong phần bio của TikTok của thầy, và chúng ta vào follow thầy trên các trang mạng xã hội nha mọi người. Đó là cái nguồn động lực rất là lớn để thầy có thể hàng ngày lên livestream cùng với chúng ta, đúng không mọi người ha? Ok, nào bắt đầu nhá. Câu hỏi đầu tiên này, true, false, not given, number one. Why is... trong phần này thì thầy sẽ thường theo cái kỹ năng đọc của thầy sẽ bắt đầu nhìn câu hỏi luôn. Và thầy tìm ra những cái keyword để thầy đọc nó nhanh hơn, chứ không phải là đọc cả rồi bắt đầu mới nhìn câu hỏi. Đó, câu 1 này. Why is popular in Australia because it is healthy? Rượu vang nổi tiếng ở Úc bởi vì nó healthy, nó tốt cho sức khỏe, đúng không? Rồi chúng ta có keyword đó là gì? Ở Úc, đúng không mọi người? Và rượu vang, đúng không? Đó. Ok, nào bây giờ cùng xem nhá. Cùng đọc từ đầu thôi. Úc này, đúng không? Nó nói về Úc đây. Ok. Úc là một đất nước về gọi là beer drinkers, người uống bia, đúng không? Actually that make wine. À, nước Úc thì tạm làm ra wine này. Wine. Ok. Wine đã gì đây? Supplanted beer as an alcoholic drink of choice. À, wine đã vượt qua bia để trở thành một cái thức uống được lựa chọn. Probably because, bởi vì sao này? The extensive range of choices available and rich culture behind them. Ok, mọi người. Nào, đầu tiên này chúng ta nhớ cái câu hỏi nó hỏi là gì nhỉ? Rượu vang trở nên nổi tiếng ở Australia bởi vì nó healthy. Ok, ở đây thì người ta có nói đến từ nổi tiếng không mọi người? Ở đây nhé mọi người, người ta có nói này. Người ta paraphrase rất là khéo là gì? Nước Úc là đất nước của người uống bia, nhưng mà là đất nước tạo ra rượu vang. Và rượu vang bây giờ đã trở thành supplanted, đã vượt qua bia. Có nghĩa là nổi tiếng, đúng không? Nổi tiếng, rượu vang đã nổi tiếng vượt qua bia để trở thành thức uống được lựa chọn. Có nghĩa là rượu vang đã là popular, đúng không mọi người? Đó. Nhưng mà bởi vì sao đây mọi người? Because of extensive range of choices available. Bởi vì nó có nhiều lựa chọn, đúng không mọi người? Nó có nhiều lựa chọn. Và bởi vì cái gọi là văn hóa, gọi là rich culture, là văn hóa dồi dào đi. Thầy không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng rich culture kiểu nhiều văn hóa, đúng không? Ok, vậy đáp án trong câu này sẽ là gì mọi người? Rượu vang trở nên nổi tiếng ở Úc bởi vì nó healthy, nó tốt cho sức khỏe, hay là gì mọi người? Thử cho thầy đáp án nào mọi người. True, false and not given nhỉ mọi người nhỉ? Thử cho thầy đáp án nào cả nhà. Come on guys. Thầy đã dịch hết nước hết cái rồi đúng không? Thầy dịch cho chúng ta hết nước hết cái rồi đúng không mọi người? False, đúng không mọi người? False, đúng không? Well done people, well done guys. Đáp án chúng ta đó là false, đúng không mọi người? Đáp án là false nhá. False nhá. Bởi vì sao? Bởi vì nó ngược hoàn toàn. Because is it healthy? Có phải healthy không? Không phải healthy, mà nó là bởi vì nó đa dạng. Rượu vang trở nên nổi tiếng ở Úc bởi vì nó đa dạng, chứ không phải bởi vì nó healthy. Không phải not given nha. Nếu mà trong bài nó không nhắc gì đến rượu vang trở nên nổi tiếng thì nó mới not given. Còn đây là nó là... Sorry, thầy ghi nhầm. Mới nói là not given, còn đây là nó nói rất là rõ. Rượu vang trở nên phổ biến, có nói tới, nhưng mà nó là do đa dạng. Đó. Nào, câu số 2 nha mọi người.
Yeast is a white color. Okay, cái này thầy không biết cái này là gì. Cái này ở đạm hay là men là đúng không mọi người? Thầy không biết cái này là gì cả đó. Nhưng mà cái này nó màu gì mọi người? Màu trắng, ok chưa? Chúng ta chỉ biết cái từ này thôi và chúng ta tìm nó nhé, đúng không? Đó, cùng đọc tiếp nào mọi người. Cái đấy màu trắng đúng không mọi người? Cùng nhìn tiếp nhé. Scan thật nhanh cái keyword của chúng ta nhé. Certain, ok rồi, match something about water. Ok rồi, ở đây nó có nói về vấn đề sức khỏe này, nhưng mà không hề nói gì đến sự nổi tiếng đúng không mọi người? Yeah. Why is product is grape juice instead? Yes, à đây rồi mọi người, thấy keyword chúng ta chưa? Thấy chưa? Thấy bôi màu xanh này cho dễ nhìn nhé mọi người nhé. Nào xem là cái này nó có màu trắng không nhé mọi người nhé, xem nhé. Yes, grow naturally on variety of grapes and visible. Ok mọi người nào, đọc câu này và cho thầy đáp án nào mọi người. Đọc câu này và cho men đúng không? Yes này là men đúng không? Yeah. Thầy chỉ nhớ hồi xưa thầy đi Hà Lan và thầy có đi vào cái nhà máy của bia Heineken thì người ta có nói về cái yes này đó. Thì đại loại là men hay là lúa mạch gì ấy. Đó, đại loại là thế. Nào mọi người đọc đáp án câu này và cho thầy đáp án nào mọi người. Cái yes này nó có màu trắng không mọi người ha? Ok, nhìn giúp câu này giúp thầy nào mọi người. Có phải màu trắng không ta? Có phải không ta? Yeah, cho thầy đáp án nào mọi người. True, false hay not given? Câu số 2 nào mọi người ha. Câu số 2 nào. Yeah. Yeah, đọc câu này giúp thầy nào mọi người. Yeah, true đúng không? True, very good. Nó nói gì đây? Cái gì nhỉ? Men này được phát triển tự nhiên nhiều, kiểu trên nhiều loại nho này. Và được nhìn thấy dưới dạng gì? Bột màu trắng đúng không? Yeah. Quá dễ đúng không mọi người? Quá dễ đúng không cả nhà? Rồi câu số 3 nha. Làm dễ đúng không mọi người? Hôm nay chúng ta làm nhanh hơn một xíu ha mọi người ha. Làm nhanh hơn một xíu ha. Nào quên mất mọi người, thả tim động viên các bạn nào. Thả tim chúc mừng các bạn đã có đáp án đúng nào mọi người. Yeah, tuyên dương các bạn có đáp án đúng nha. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng bạn Nhung, bạn Hiền nha em. Chúc mừng hai bạn nha. À bạn Mi Che với cả bạn Khiêm nữa đúng không? Đó, chúc mừng hai bạn nha. Bạn là Learning E2000 nữa đúng không? Good job guys. Nào tiếp câu số 3 nha mọi người nha. Wine is popular in Near East đúng không? Ừ, ok. Rất là dễ thôi. Keyword chúng ta có thể thấy là gì? IELTS online test mà có bài ngắn như này ạ. À? Sao lại không có bài này ngắn là như nào em? Thầy vẫn chưa hiểu em hỏi gì. Ngắn cái gì em? Ngắn câu hỏi hay là ngắn đề bài hay là ngắn cái gì em? Hay ngắn bài đọc? Yeah, hỏi rõ ra em nha. Nào, câu số 3 này mọi người. Why nổi tiếng ở cái vùng gì? Near East đúng không? Ok, chúng ta tìm cái keyword Near East giúp thầy và xem là rượu vang có nổi tiếng ở vùng này không nhá. Nào, discovery wine making available the adventure. Yeah. Đây rồi mọi người, thầy thấy cái keyword rồi nào mọi người nè, đúng không? Đó. Chúng ta cùng xem là xem nó có nói đến gọi là nổi tiếng hay không nha mọi người. Rượu vang có nổi tiếng ở đây không nhá. Cái sự khám phá của rượu vang wine making này thì không thể tránh khỏi ở trong quá khứ của con nhân loại này. Có một cái evidence thể hiện ra rằng cái này nó đã 8.000 năm trước ở cái vùng Near East, ok. From there này, từ đó này, widespread. À, từ đó thì cái sự làm ra rượu vang thì nó được tản ra về chỗ khu vực gì nhỉ? Địa Trung Hải này. Ok, được uống này. To this day, ok, mọi người. Giờ chúng ta đọc xung quanh câu này, nó có thấy nói gì là rượu vang được nổi tiếng ở khu vực này không mọi người? Có không ta mọi người ha? Ok, đáp án là not given, very good guys. Đáp án chúng ta chắc chắn là not given. Không thể nào, không phải not given đúng không mọi người? Ok, perfect people. Nào mọi người, chúng ta thả tim giúp thầy nào. Yeah, tuyên dương các bạn có đáp án đúng nha. 1, 2, 3, 4, 5 bạn có đáp án đúng đúng không? Perfect guys. Chúng ta chịu khó tương tác lên một xíu nha mọi người. Chúng ta chịu khó tương tác lên để kiểu cái livestream của chúng ta được nổi nha mọi người nhá. Nhiều người sẽ tham gia lớp học chúng ta hơn. Và chúng ta sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng học IELTS rất là lành mạnh trên TikTok cho mọi người nha. Đó, thầy đương nhiên thầy sẽ cố gắng hàng ngày rồi, nhưng mà thầy rất là cần sự hỗ trợ của chúng ta đúng không mọi người ha. Nào câu số 4 nha mọi người. Blended wines are usually cheaper. Ok, quá dễ đúng không mọi người. Blended wines là kiểu blended giống như kiểu trộn đúng không. Rượu vang trộn này thì thường chúng ta không thể, có này thì cái điều này chúng ta không biết. Ví dụ như thầy không phải là người uống rượu vang, thầy không biết là blended wine là cái gì. Thầy nói chung thầy rất là ít uống rượu vang đó.
thì chúng ta chỉ biết là cái keyword chúng ta là blended wines, và chúng ta xem là thường nhé mọi người, nhớ cái từ usually là đa phần đúng không? Đa phần là rẻ đúng không? Rẻ hơn đúng không? Đó. Nhớ cái từ usually, nếu trong bài thì nó cũng bảo là gọi là ít khi rẻ thì sao? Thì đáp án là false đúng không? Đó. Thì phải hiểu rõ cái này nha. Từ usually rất là lừa chúng ta đúng không? Đó. Nào, blended wines đúng không mọi người? Cùng tìm từ đấy nhá mọi người. Đấy là đọc đoạn này không có đúng không? Đọc tiếp nha mọi người nhá. Điều này dẫn tới gọi là phân loại, classification of wines, phân loại rượu vang này. Quite complex, khá là phức tạp này. It often begin with color, bắt đầu với màu này. People not color wine is grape juice whose skin, okay, rồi. Wine product itself, the grape juice is clear, red wine, okay, red wine này. Nhớ là keyword chúng ta là blended wines đúng không mọi người? Produce living. Chúng ta scan từ nhưng mà chúng ta cũng đừng có quá vội, bởi vì nhiều khi từ blended nó có thể là nó có thể paraphrase đúng không mọi người? Từ blended nó rất là dễ paraphrase đúng không? Đó. Cho nên chúng ta phải để ý nhá. White wine đây là rượu trắng này đúng không? Provide skin, okay, rồi, không có đúng không? Nhớ blended wine cho mọi người. Bạn nào có trí nhớ ngắn hạn giống như thầy thì thầy cứ đọc được một hai câu thầy lại nhìn lại cái keyword đó. Keyword chúng ta là blended wine đúng không cả nhà? Blended wine đúng không? Đó. Okay. Okay, one on Pinot Merlot này. Why River Cabernet Sauvignon key ingredient, okay. Không có đúng mọi người, không có đúng cả nhà. Có từ mixing này mọi người, mix. À đây rồi. Yes, đây rồi, thấy rồi. Đó, thầy nhìn thấy từ mixing thầy cũng hơi nghi nó sẽ là trộn đúng không mọi người? Đúng không cả nhà? Đó, nào bây giờ xem là blended wine thì nó có cheaper không nha mọi người nha. Đọc cái câu này nào. Khi một loại nho thì được sử dụng này thì đa phần là rượu vang được gọi là varietal này, và nó ngược lại và trộn những cái juice với nhau từ nhiều loại loại nho này và tạo ra blended wine. Ok. The latter process. À, latter là gì? Cái sau đúng không? Là cái này đấy đúng không? The latter process is often done when winemaker and people who drink their product want consistent taste year after year. Far from being looked down, it often results in one of the world's most expensive. À, ok. Gì đây mọi người? Như nào nhỉ mọi người nhỉ? Khác xa với việc mà bị nhìn gọi là bị coi thường này, look down đúng không? Thì nó thường tạo ra một trong những cái chai đắt nhất đúng không mọi người? Đó, thì cái quy trình này nãy giờ là the latter process là vẫn đang ám chỉ cái blended wine nhá đúng không? Đó, đáp án sẽ là gì mọi người? Blended wine đắt hay là rẻ nhỉ mọi người nhỉ? Đọc câu này đúng không? Đó. Cái đoạn này nó hơi khó hiểu một xíu đúng không mọi người? Đó, giống như kiểu là không bị coi thường, far from being looked down đúng không? Không bị coi thường, nó thường xuyên đúng không? Cái từ often là gì? Thì usually đúng không? Resulting thì chúng mình có thể dịch là dẫn tới đúng không? Thì tạo ra một trong những chai đắt nhất. Đó, ví dụ như là chai này đúng không? Đó, đáp án sẽ là false đúng không mọi người? Chúc mừng bạn Mi Chay, bạn Khiêm, bạn Thiện này, bạn Learning này, bạn Ngân này và một bạn là con số đúng không? Well done people, dễ hiểu đúng không cả nhà? False đúng không cả nhà ha? False đúng không? Dễ hiểu không cả nhà? Chúng ta thấy là do bài dễ hay là do thầy giải thích dễ hiểu hả mọi người? Yeah. Chúng ta thấy do bài dễ hay là chúng ta giỏi đúng không mọi người? Thầy nghĩ là chúng ta kiểu hỗ trợ của thầy chỉ một phần thôi, nhưng mà thầy biết là kiểu học sinh Việt Nam rất là thông minh đúng không mọi người? Đó, thì mọi người làm rất là tốt đúng không? Ok, well done people, well done guys, yeah, well done. Chúng ta thấy cách kiểu đọc này có dễ không? Dễ đúng không? Chúng ta chỉ cần xác định đầu tiên là phải hiểu cái đoạn câu hỏi, hiểu cái đề bài đúng không? Phải hiểu cái statement này và chúng ta tìm những cái keyword, đó, tìm những keyword trong cái bài đọc. Thế thôi, và chúng ta đọc xung quanh đó. Dễ à mọi người ha? Yeah. Good. Well done, nào tiếp, làm tiếp nha mọi người. Chúng ta làm tiếp nha cả nhà nha. Ok, nào, bài tiếp theo là một cái bài rất là dễ này mọi người. Nó là gì? Complete the table completion đúng không? Rất là dễ luôn mọi người ơi. Quá dễ luôn đúng không mọi người? Quá dễ luôn ha mọi người ha. Đây là có mấy cột nhỉ? 3 cột thôi mọi người. Ok, rồi bài này làm rất là dễ này. Thầy sẽ để như này nhé, cho nó đỡ bị mất nhiều diện tích nhé. Chúng ta nhớ là
bao nhiêu là quy định nhỉ? Làm đầu tiên phải làm hoàn thiện bảng là quy định là hai từ đúng không mọi người? Quy định là hai từ đó. Cùng làm với thầy nha mọi người nhá. Hai từ nha, two words nha, không có số đúng không? Nó không ghi số đúng không? Cho nên chúng ta không có cho số vào nha mọi người. Đó. Nào, câu số 5 này. Ở đây chúng ta nên đọc cái bảng này, hiểu cái bảng này nó nói gì đã. Classification là phân loại dựa theo cái gì đấy. À, nãy chúng ta có, khi mà chúng ta scan từ vựng vừa rồi, chúng ta có nhớ là đọc cái gì đến phần phân loại không? Có đúng không? Nó có nhắc đến cái gì phân loại về màu sắc gì gì đúng không? Bài này tên gì? Bài này là white em ạ. Bài này là make that white này đúng không? Đó. Rồi chúng ta nhớ không? Nó có nói gì rồi? Phân loại đúng không? Phân loại theo màu sắc này. Phân loại theo grape species là nho, các loại nho này. Và theo cái gì? Location và một cái gì đấy đúng không? Ok, rất là, vậy là biết rồi đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ nhớ đầu tiên là đọc cái phân loại nhé. Tiếp theo là associated fact, có nghĩa là những cái gọi là sự, những cái gọi là sự thật đi, dịch tạm là sự thật đi. Sự thật nó liên quan đúng không? Associated là liên quan đúng không? Related example là những cái ví dụ liên quan đúng không? Đó, ok, chỉ là có 3 cột thôi nhé, rất là dễ đúng không? Chúng ta nhìn rõ đúng không cả nhà? Rồi, nào bây giờ color này, liên quan đến color và cái fact của nó là gì? Rượu vang gì? À, red wine là rượu vang đỏ này. Sử dụng cái gì trong cái quá trình fermentation là gì nhỉ? Lên men đúng không mọi người? Quá trình lên men đúng không mọi người? Đó. Rồi nào, bây giờ cùng xem nhé. Nó liên quan đến màu đúng không? Đây, classification of wine này mọi người đúng không? Phân loại của rượu vang này. Khá là phức tạp này. Ở đây, it often begins with the color. À, nó bắt đầu với color. Ok rồi. Vậy chúng ta sẽ đọc xung quanh khu này thôi đúng không? Đó. Nhớ là rượu vang đỏ nha mọi người nha. Red wine nha, đúng không? Red wine thì sử dụng cái gì trong cái quá trình fermentation đúng không? Quá trình là gì nhỉ? Vừa nói xong lên men đúng không? Nào cùng đọc nhá. Ok rồi. Most people do not know that the color of wine is due to... Ok, đây là phần giải thích này, đúng không? The grape juice, ok, có một bạn đã có đáp án rồi đúng không? Từ từ nha em. Oh, grape juice is clear. Red wine produced by living... Ok, đây rồi mọi người. Nào, cho thầy đáp án nào mọi người. Quá dễ luôn mọi người, cho thầy đáp án nào. Keyword, two keyword nha mọi người. Hai từ nha. Không được quá hai từ nha mọi người nha. Nào, rượu vang sử dụng cái gì trong quá trình gì? Trong quá trình lên men. Cho thầy đáp án nào mọi người. Có bạn Lê Thiện và bạn Khiêm đúng không? Ừ, hai bạn làm rất là nhanh đúng không? Nhưng mà chưa biết đáp án là gì nha mọi người. Chúng ta nhìn cái câu mà thầy vừa bôi lên này mọi người. Đáp án sẽ là gì mọi người ha? Yeah. Đáp án là gì ha? Rượu vang này, sử dụng cái gì trong quá trình lên men? Đây nó có chữ từ lên men rồi. Red wines are produced by leaving the grape skin in contact with the juice during fermentations. Ok, nghĩa là gì ta? Rượu vang này, rượu vang đỏ được sản xuất bằng cách là gì? À, gọi là để cái grape skin là kiểu skin là da đúng không? Giống như là vỏ đi. Vỏ nho đúng không? Yeah, có bạn bạn Learning Italian, bạn ấy cho cả quả hành quả nho vào đúng không? Grape skin đúng không người? Đó là gì? Cho vỏ nho chạm với nước juice, chạm với gọi là nước ép đúng không? Trong quá trình lên men đúng không mọi người? Vậy là người ta sẽ sử dụng gì? Vỏ nho đúng không? Grape skin đúng không mọi người? Đó. Chúng ta cứ ghi nguyên cái từ này vào giúp thầy nhé mọi người nhé. Đó, grape skin, very good people, good job guys. Mọi người ơi, chúng ta động viên nhau nào mọi người. Hôm nay chúng ta làm rất là tốt đúng không? Well done Ngân, well done Learning E2000 này, Galaxy Soldier bạn mới vào đúng không? Khiêm này, Thiện này. Yeah, wow không có kết quả em? Bạn wow không có kết quả em ha? Thả tim giúp thầy nha mọi người. Tích cực thả tim giúp thầy nha, để chúng ta lên trending nha mọi người nha. Yeah, các fan của thầy Alex. Yeah, lên trending nha mọi người. Thả tim cho thầy nha mọi người nhá. Nói khản hết cả cổ rồi mà chả có tim đâu cả. Buồn quá mọi người. Nào, câu số 6 nha mọi người nha. Related example có nghĩa là những cái ví dụ mà liên quan đến cái gọi là phân loại theo màu và cái này đúng không? Đó, chúng ta cùng xem cái này dễ thôi. Chúng ta cứ đọc xung quanh đây nó xem liên quan gì đến ví dụ của cái này đúng không mọi người? Đó. Rượu vang đỏ này, ok. Nãy giờ nó có đoạn này, nó có nói gì đến rượu vang hay là cái gì không? Không đúng không? Why do not not doing so này? Why can be made? Ok, đây là cách sản xuất rượu vang này. Oh,
The resultant wine. Cái này nó sẽ là cái ví dụ của rượu vang trắng nha mọi người, cho nên không phải đáp án nha mọi người nha, đúng không? Yeah, theo thầy hiểu là thế đúng không? Chúng ta phải đang tìm ví dụ của rượu vang đỏ đúng không mọi người? Nhớ nha mọi người. Đâu ta nào? Đây là nhưng mà đây là sang cái gì nhỉ? Grape species rồi mà đúng không? Đây là phân loại theo gọi là loại nho đúng không? Loại nho đúng không? Ví dụ như là Pinot và Merlot này. Chardonnay grapes, one of the most widely planted. Đây là rượu vang trắng này. À, đây rồi. Yes, yes, yes. Rồi, mọi người nhớ. Đây rồi, thầy đã thấy tìm thấy một cái ví dụ nào. Mọi người cho thầy đọc câu này và cho thầy đáp án nào mọi người. À, đọc câu này cho thầy đáp án nào mọi người. Come on, guys. Thầy đã tìm thấy ví dụ. Tí bị lừa đúng không mọi người? Thầy đã tìm thấy ví dụ của rượu vang đỏ. Chúng ta đang phải cần tìm ví dụ của rượu vang đỏ nha mọi người nha. Đó. Nào, cho thầy đáp án nào mọi người. Câu số 6 nào cả nhà. Làm câu số 6 giúp thầy nào. Thầy bôi màu xanh này cho dễ nhìn nhé. Đây nhá. Đó, thấy chưa? Đó, cho thầy đáp án nào mọi người. Bôi màu này đi cho nó đỡ bị loạn đi. Đấy, thấy chưa? Đó, cho thầy đáp án nào mọi người. Câu số 6 nào cả nhà. Come on guys. You can do this yeah. Come on. Ví dụ của rượu vang đỏ nào. Đọc cái câu này này, thầy đã khoanh vùng cho chúng ta rất là dễ rồi mọi người. Không thể sai được, câu này không thể chạch được đúng không? Yeah, nhớ là ví dụ của rượu vang đỏ nha mọi người. Nhớ nha. Nó đang hỏi là ví dụ của rượu vang đỏ nha mọi người nha. Đó. Ok. Yeah. Sauvignon grape đúng không? Ok, ok. Nhớ đây là ví dụ của rượu vang nha mọi người. Ví dụ rượu vang đỏ nha. Chứ nếu mà chúng ta cho từ grape có nghĩa là nho đúng không? Nho là sai đúng không? Đó. À, cái bài này, câu trả lời này cũng hơi khó một xíu đấy, đúng không? Ok, cái đoạn này chúng ta yêu cầu phải đọc hiểu rất là tốt này. Từ vựng ở đoạn này không khó, nhưng mà cấu trúc ngữ pháp của nó viết khá là khó chịu. Nào, thua chưa? Thua chưa mọi người? Thua chúng ta bảo thua nào để thầy giải thích cho nào mọi người. Cả nhà chúng ta thua chưa? Bảo thua giúp thầy nào. Nào, có bạn nào muốn thử sức tiếp không? Thua thì bảo thua nha mọi người, để thầy giải thích cho nha. Thua chưa cả nhà? Ok. Ok. À, có hai bạn đáp án khác đúng không? Ba bạn trả lời rồi đúng không? Nào bây giờ thua rồi đúng không? Thầy giải thích cho nhá. Ok, cái ly rượu Chardonnay này, loại nho Chardonnay này thì là một trong những cái loại mà được trồng rộng rãi này, tạo ra một cái loại răng vang trắng này, gọi là rivaling, là kiểu gọi là đối thủ ấy, thì ở đây động từ nó kiểu sánh ngang ấy, đối đầu ấy nhá, đối đầu với cái loại nho gì đây, loại nho Cabernet Sauvignon grape được chưa, loại nho Sauvignon Cabernet Sauvignon grape được chưa, đó, và loại nho này là một cái key ingredient, là nguyên liệu chính để làm một trong những cái rượu vang đỏ nổi tiếng nhất thế giới và cùng tên ở similarly named, cùng tên rượu vang là gì đây, cùng tên với cái loại nho này đúng không, loại nho này là gì, Cabernet Sauvignon, và rượu vang này được cùng tên có nghĩa là Cabernet Sauvignon Red Wines đúng không, đó là như thế nha mọi người, chúng ta phải đọc hiểu cái đoạn similar name này này, tên similar, tên cùng tên đúng không, tên tương ứng đúng không? Đáp án là gì? Cabernet, viết thật là chuẩn nha mọi người. Cabernet. Sorry, nhiều khi những cái từ này thầy đang giảng bài nha mọi người nha. Cho nên thầy nói phát âm thì nhiều khi thầy phát âm nó thoải mái thôi, cho chúng ta thấy gần gũi thôi mọi người. Đó. Vậy cho nó nhanh đúng không? Sauvignon, cho nên đừng có ông nào mà bảo ui thầy IELTS 8.5 mà phát âm chán thế đúng không? Yeah. Đừng có ông nào mà lại cứ vào bốc thầy nha. Sau đi nhọn, ok rồi, chuẩn rồi, đó, thấy chưa? Ok, đúng mọi người, nào tiếp nha, câu tiếp theo nha mọi người. Câu số 7 nha. Nó tiếp theo nó phân loại theo gì đây? Grape species, đúng không? Này, ở đây đúng không mọi người? Đó, grape species này đúng không? Và gì đây? Can be blended, đây là gì? Fact đúng không? Theo sự thật đó là gì? Là can be blended. Blended là gì nhỉ? À, can be cái gì đấy, hoặc là blended là bị trộn, đúng không mọi người? Có nghĩa là câu số 7 này nó có thể là một cái tính từ
hoặc là một cái gọi là động từ bị động đúng không mọi người? Bị làm cái gì đấy đúng không? Nó có thể thế. Nào ok. À, chúng ta phải hiểu là cái gì can be đây mọi người? Cái gì can be? Grape species, những cái gọi là nhiều loài nho khác nhau có thể bị làm cái gì đấy hoặc là bị trộn, được chưa? Và chúng ta sẽ phải tìm cái gì đó liên quan đến grape species đúng không mọi người? Đó, cùng tìm cái đấy giúp thầy nha mọi người. Yeah. À, đọc ở đây rồi đúng không? Đang đọc ở đây rồi đúng không? Đọc tiếp này. One grape is used này, ở một loại nho được sử dụng này, hoặc là đa phần thì rượu vang được gọi là rượu vang được tạo ra thì được gọi là gì? Được is called này, ok. As opposed to ngược lại với việc là bị trộn với gì nhỉ? Use very ok, blended wine đây mọi người. Ok, nó có chữ blended đấy đúng không? Nào mọi người đọc câu này giúp thầy nào mọi người. Thầy đang hơi cảm thấy đáp án là gì rồi đấy. Thầy đã hơi hiểu đáp án là gì đấy. Mọi người đọc cái câu màu đỏ nha mọi người nha. Đọc câu màu đỏ nha, mấy cái này thầy xóa đi cho nó đỡ bị loạn nhá. Ồ, không được vậy trời. Ồ, không xóa được vậy trời. Không xóa được mọi người. Nào đọc cái câu màu đỏ giúp thầy nhá mọi người nhá. Đọc câu màu đỏ giúp thầy nào. Nào cho thầy đáp án câu màu đỏ, đọc câu màu đỏ nào. Cho thầy đáp án câu số 7 nào cả nhà. Yeah, nhìn câu màu đỏ nhá. Gì đây? Các cái loại này sẽ được thì có thể như thế nào đấy này. Và hoặc là bị blended đúng không? Yeah, câu số 7 nào mọi người. Yeah, câu số 7 đúng không cả nhà? Yeah. Ok. Chúng ta nhìn câu này có một cái tính từ thôi đúng không? Đó là gì? Yeah, câu này dịch đại loại thôi nhá. Thầy dịch đại loại đại ý cho chúng ta nhé mọi người nhá. Là gì nhỉ? Khi một cái gọi là gì, một loại nho được sử dụng này thì rượu tạo ra được gọi là kiểu giống nó đúng không? Cái từ varietal nó kiểu là giống ấy mọi người. Đó thì cái rượu vang tạo ra thì nó giống nó. Trái ngược với việc là trộn với các loại juice từ nhiều loại nho khác nhau đó và nó tạo ra blended wines. Đó. Cái việc trộn này thì nó tạo ra blended wines đúng không? Rồi, sẽ là gì nhỉ? Sử dụng một loại nho đúng không? Đáp án sẽ là varietal đúng không? Varietal, đó. Ok, varietal nó là tính từ, nó là gì? Giống ấy mọi người, giống. Đó, ok không mọi người? Thì đúng là khi mà mình dùng một loại nho để mình làm rượu thì là cái rượu vang được tạo ra thì giống cái loại nho đấy đúng không? Đó, ý là như vậy, đúng không mọi người? Hoặc là được trộn vào với nhau thì nó tạo ra blended wines. Đó, ý câu văn này là như vậy. Khó hiểu đúng không cả nhà? Hơi khó hiểu một xíu ha mọi người ha. Ok, không sao cả. Yeah. Thầy giải thích thêm vậy mọi người dễ hiểu cho mọi người. Khi một loài nho được sử dụng thì cái rượu vang được tạo ra này thì nó có cái vị giống varietal. Nó trái ngược với việc là trộn các cái gọi là nước ép khác nhau từ nhiều loại nho khác nhau thì nó tạo ra blended wines. Đó, nó như vậy. Ok ha mọi người. Và ví dụ này là Corti wine gì này đúng không? Đó. Cái này thì không phải làm đúng không? Cho nên chúng ta kệ nó thôi. Nào, câu số 8 nha mọi người nha. Câu số 8 nha. Nào, location đúng không? Location. Phân theo vị trí đúng không mọi người? Đọc này. Drinker of wine. Thầy kéo xuống đây cho dễ nhìn nhá. Mọi người nhớ ba cái cột là gì rồi đúng không? Phân loại theo cái gì này. Rồi đây là fact này. Và đây là ví dụ đúng không? Đó, nhớ giúp thầy nhá. Location này, drinker of wine, cái gì đó, this, à. Chúng ta thử đoán ra câu số 8 sẽ là một loại từ gì? Nó có phải giống như một cái động từ không mọi người? Cái người uống rượu thì nó cái gì đó, cái điều này đúng không? Và Balosa Valley là cái ví dụ của cái rượu vang này đúng không? Có thể thế đúng không? Cái đáp bài này làm rất là dễ, chúng ta hãy tìm cái từ Balosa Valley này mọi người. Balosa Valley này. Đây, Corti đúng không? Đấy là cái từ Corti đúng không? Ở đây, based on the location này mọi người thấy chưa? Mọi người thấy thầy nhìn nhanh không? Đó. Đó, dựa theo vị trí đúng không? Của cái nơi vang sản xuất này. Barossa Valley. Ờ, à, đây là Valley không phải. Đây rồi. À, ok chưa mọi người? Đó, thầy bôi màu đỏ nhá, cho dễ nhìn nhá. Nào. Cái người uống rượu vang drinker of wine gì đó, điều này. Ok. Và ví dụ nó là Barossa. Nãy giờ đã có cái động từ gì chưa? Chưa đúng không mọi người? Nhớ là phải tìm cái dữ liệu về
người uống rượu vang đúng không? Drinker of wine đúng không? Traditional wine made from carry trademark respected by. Come on guys, đọc câu này và cho thầy đáp án nào. Người câu này không thể sai được không cả nhà? Câu này không thể sai được luôn cả nhà. Ôi giời ơi, nằm ngay đây luôn, quá dễ luôn mọi người. Nào, cho thầy đáp án nào mọi người. Cho thầy đáp án nào cả nhà. Đọc cái câu mà thầy vừa bôi đỏ ấy, mọi người nhìn câu thơ thầy bôi đỏ, nó có cái, nó có cái gì ấy nhỉ mọi người, có động từ gì đấy nhỉ? Yeah. Mọi người ơi, cho thầy đáp án nào, sao ít người tương tác thế? Bài này khó quá mọi người, có khó quá không? Yeah. Thiện nào, ok. Rồi. Ok mọi người nào. Respect hay respected nào mọi người? Ok, cái này nha, nghiêm trọng nha. Respect hay là respected? Thua. thua đúng không? Ok. Rồi, nào chúng ta nhìn lại câu hỏi nhá. Người uống rượu vang này thì cái gì đó điều này được chưa? Và ví dụ là Barossa Valley đúng không? Và đây là gì? Như kiểu là gọi là sự nhận diện thị trường được dựa theo cái địa điểm của nơi mà rượu vang sản xuất, thì nó tạo ra những cái label, những cái nhãn hiệu, ví dụ như là cái này này hoặc là Barossa Valley đó. Traditional wine là gì? Những cái rượu vang truyền thống được tạo, được làm ở những cái địa điểm này thì mang cái thương hiệu trademark, thầy dịch tạm là thương hiệu đi, đúng không? Đó. Và gì được gì? Và được respected bởi những cái người uống rượu vang nghiêm túc, đúng không? Những cái người uống rượu vang sành sỏi, đúng không mọi người? Đó. Thì là gì? Những cái người uống rượu vang rất là tôn trọng cái điều này. Respect, đúng không mọi người? Tự nhiên lại làm gì? Tự nhiên lại cho quá khứ, đúng không? Respect thôi, đúng không? Respect. Tôn trọng điều này, đúng không mọi người? Đó, cái này hơi khó một xíu ha mọi người ha. Rồi làm nốt nhá, nốt câu 9, câu 10 nhá, xong rồi nghỉ ngơi nhá. Khó quá đúng không mọi người? Khó quá đúng không? Nào, câu số 9 nào. Sẽ phân loại theo cái gì nhá mọi người? Nhớ là có hai từ thôi, location, sau đó thì phân loại theo cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Cùng nhìn tiếp nào. Đây là vẫn theo tọa độ hay vị trí đúng không? Thầy thấy là nó nói về Champagne ở Pháp này đúng không? Finally, we come to... À rồi, trời ơi mọi người ơi, cho thầy đáp án câu số 9 nào mọi người. Come on coi, cho thầy đáp án nào. Ủa học sinh ơi, đi đâu hết rồi? Chưa xong bài đã đi đâu hết rồi mọi người? Nào đang học lại bỏ dễ chừng thế. Ok, cho thầy đáp án nào mọi người. Câu số 9 thầy vừa gạch nè. Phân loại theo cái gì nữa đây mọi người? Tại sao lại classification? Classification nó ở đây rồi, thế nên lại thêm cái từ phân loại. Classification đó là phân loại đúng không? Then we come to the vinification method as a means of classification. Yes, phân loại theo cái gì? Phân loại theo phương pháp vinification. Thầy không biết cái vinification là gì. Thầy không hề biết nhưng mà cũng không quan tâm đúng không mọi người? Vini nha mọi người nha, thầy tí viết nhầm. Vinification method đúng không? Về gọi là gì, cách vinification đó mình không cần biết nó là gì cả đúng không, mình chỉ cần đọc cái hiểu này là gì, và sau đó và cuối cùng chúng ta đến với phương pháp vinification, giống như là một cách để phân loại, được chưa? Vinification method nhé, nhớ phải có chữ method nha mọi người. Nào câu số 10 nào. Can allow nào, cuối xong rồi nghỉ ngơi nào. Can allow cái gì đó to remain, remain là gì nhỉ? Kiểu giữ lại đúng không? Cho phép cái gì đó giữ lại đúng không mọi người? Đó, và ví dụ là gì? Desert wine đúng không? Desert wine đúng không mọi người? Đó. Dessert chứ đúng không? Desert wine đúng không mọi người? Desert đúng không? Sorry. Sorry mọi người, IELTS speak IELTS 8.5 đúng không? Okay. Now, anyway, nó là cái từ này đúng không mọi người? Đó. Chúng ta tìm cái từ này giúp thầy nhé. Và phương vinification ở đây rồi đúng không? Sparkling wine này. Ok. It retains ok, nó giữ lại một trong vài cái carbon dioxide đúng không? CO2 đúng không? Ok, chưa đúng không? Từ từ nhé mọi người.
Từ từ nha, chúng ta nhớ phải tìm cái ví dụ liên quan đến desert wine đúng không mọi người? Cẩn thận bị lừa nha. Stop fermentation before all natural sugar is consumed. Ok, đây rồi mọi người, đây có cái từ này rồi đúng không? Đúng rồi, à ok rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nào chúng ta đọc câu này giúp thầy nào mọi người, đọc hai cái này này nào. Đó, thấy bôi màu xanh nhá. Câu số 10 là mọi người chúng ta thử đoán xem đáp án sẽ là gì. À, cái phương pháp này thì nó gì? Nó cho phép cái gì đó giữ lại, đúng không? Ví dụ là desert wine đúng không mọi người? Đó. Ok, phương pháp này nào? Gì? Bằng cách này. Allow secondary fermentation in sealed container. It retains some of the waste carbon dioxide, đúng không? Bằng cách gọi là cho phép cái gọi là gì nhỉ? Lên men thứ hai này ở trong một cái container kín này đúng không? Một cái hộp kín đi đúng không? Thì nó giữ lại những cái gọi là waste carbon dioxide đúng không? Nhưng mà nó chưa nói gì đến gọi là desert đúng không mọi người? Và một cái cách khác, another variation đúng không? Is to stop the fermentation trước khi all the natural sugars consumed. Ok. Đó, vậy chúng ta cho thầy là gì đây? Yeah. Cho thầy đáp án là gì nhỉ? Mọi người, cho thầy đáp án nào cả nhà. Thử đoán giúp thầy đáp án nào mọi người. Yeah. Đúng không? Ok. Khó quá mọi người, khó quá. Bài reading khó quá mọi người. Yeah. Natural sugars, đúng không? Yes, very good. Can allow for natural sugars to remain, đúng không? Yeah. Đúng không? Cho phép gọi là cái gì? Đường tự nhiên thì đọng lại đúng không mọi người? Tạo ra gì? Tạo ra desert wines đúng không? Đó. Đúng không mọi người? Natural, chúng ta cứ nhìn từ natural và chúng ta cho đáp án á. Natural sugars đúng không? Sugars có S đúng không? Đó, chúng ta ghi S giúp thầy nha mọi người. Đó. Sugars đó đúng không? Đó. Ok ha mọi người, ok ha mọi người ha. Ok, bài này hơi khó với chúng ta hay sao ấy nhỉ, có phải không mọi người? Ok, rồi trước khi chúng ta thả tim giúp thầy nào mọi người. Yeah, hôm nay chúng ta làm khá là tốt đúng không? Bài này nói chung là thầy thấy là nó cũng khá, từ nó không paraphrase nhiều nhưng mà cái kiểu viết của nó khá là khó chịu đúng không? Bài này không có paraphrase nhiều nha mọi người. Đó, nhưng mà nó viết rất là khó chịu, làm rất là khó chịu đúng không mọi người? Ok, rồi hôm nay chúng ta làm rất là tốt đúng không mọi người? Và khó, không sao, khó mới phải học đúng không em? Quan trọng là khó thì chúng ta làm cùng với thầy và thầy giải thích chúng ta hiểu là được. Đó, vậy là ok, vậy là tốt rồi đúng không? Cái quá trình học nó sẽ như vậy. Rồi mọi người ơi, nếu mà chúng ta có muốn học với, đăng ký học với thầy Alex, thầy đang cần một bạn nữa. Hôm nào thầy làm dạng reading true false? Hôm nay vừa làm đấy em, hôm nay mình vừa làm true false not given đây đúng không em? Đây đây, true false not given đây đúng không? Yeah. Rồi bạn nào nếu mà chúng ta muốn đăng ký học với thầy Alex, thầy đang cần thêm một bạn nữa để chúng ta để bắt đầu khai giảng cái lớp tối 3-5-7 ấy mọi người. Đó thì chúng ta, nếu mà chúng ta ở cái level tầm 5.6 chấm ấy, level 5 chấm ấy, đó thì chúng ta hãy đăng ký với thầy nha mọi người nhá. Lớp học của thầy nó không quá đông đâu mọi người, nó chỉ tầm khoảng 4-5 bạn thôi. Đó, thầy thì muốn dạy ít thôi, bởi vì thầy sẽ là người dạy trực tiếp luôn. Cho nên là thầy để số lượng rất là ít, thì chúng ta nếu mà chúng ta thấy hợp với thầy Alex đúng không? Chúng ta thấy thầy nói chuyện có duyên đúng không? Và thầy giảng bài chúng ta hiểu đúng không mọi người? Thì chúng ta đăng ký học với thầy Alex nha mọi người nhé. So yeah, it's great to have you here today guys. So thầy sẽ live stream, I'll be live streaming like literally every day from Monday to Saturday at 11 a.m. yeah. So if you have time, just drop by guys. Ok, nếu có thời gian thì cứ ghé qua chỗ thầy nha mọi người nhé. Ok guys, so hôm nay thế thôi nhỉ mọi người nhỉ. Nghỉ ngơi các thứ, ăn trưa rồi chúng ta có thể enjoy your weekend yeah. Ok, enjoy the weekend guys. Ok, thank you very much for being here today guys. And I'll see you guys on Monday at 11 a.m. yeah. See you guys on Monday at 11 a.m. Bye bye, take care mọi người. Enjoy your holiday, enjoy your weekend yeah. Bye bye mọi người nha. Alright, bye bye cả nhà.